Khi bạn muốn có một bộ ảnh tiên nữ thần tiên phất phới nhưng bố cột đường dẫn là những thứ bạn không có. Lắng nghe những tip sau đây của Sam là bạn có thể thoải mái có bức ảnh đẹp nha. Hạ thấp góc máy, chọn góc chéo, tận dụng bậc thềm làm đường dẫn, dùng cột làm tiên cảnh, bạn nữ cầm lồng đèn, dán bước tới. Mà chú ơi, kéo dài. Chuyển qua ống kính 2x để chụp cận hơn. Nhớ chỉ lấy từ phần đầu gối trở lên thôi nhé. Tận dụng một bên tường làm đường dẫn để ảnh có chiều sâu. Đặt bạn nữ vào tỷ lệ 1/3 và hạ thấp góc máy, chuyển qua ống kính 2x, canh bạn nữ chiếm một nửa khung cảnh, tận dụng cột và bàn xung quanh làm đường dẫn. Bạn nữ cầm ô nhìn sang bên. Nhất định bạn phải tận dụng cửa làm bố cục khung nha. Chọn qua ống kính 2x để thu gọn bớt tiểu cảnh. Bạn nữ chỉ cần tạo dáng đứng đơn giản là có ảnh đẹp. Có mấy câu đối chèo trông hay hay thì đứng lại chụp nè. Đứng chéo qua một bên để tận dụng tường làm đường dẫn. Canh bạn nữ vào tỷ lệ 1/3. Nhớ là lấy từ hông trở lên thôi nhé. Em thích, đi diệu quá à. Bạn có thể tìm hiểu thêm kỹ thuật này và nhiều kỹ thuật khác chuyên sâu trong các khóa học online và offline của Sam.